liên quan đến tình trạng trẻ em quỳ gối ăn xin ở cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc và ngã tư Gò Mây, bà Phan Thị Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đơn vị đang quyết liệt chấn chỉnh tình trạng này. Trước đó, vào ngày 3 tháng 9, đơn vị đã làm việc với nhóm trẻ em 2 trai, 1 gái từ 6 đến 13 tuổi, ăn xin trước cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ngã tư Gò Mây và lập thủ tục đưa vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, phường 13, quận Bình Thạnh chăm sóc. Tuy nhiên, nhóm trẻ này chống đối, khóc lóc dữ dội. Khi hỏi chuyện, các cháu nói rất rõ tiếng Việt nhưng họ tên thì không phải của người Việt và không có thân nhân. Địa phương đã kiểm tra sức khỏe trước khi đưa các cháu vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội, đồng thời tiến hành truy vết, xử lý người chăn dắt. Đến sáng ngày 14 tháng 10, tình trạng trẻ em ăn xin tại hai khu vực kể trên đã không còn. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.